Thưa quý vị và các bạn, cụm từ hộ chiếu vaccine được thế giới nhắc tới ngày càng nhiều, xem như là giấy thông hành để mở cửa biên giới. Không thể đứng ngoài cuộc chơi, Việt Nam đang nghiên cứu việc áp dụng hộ chiếu vaccine này. Tuy nhiên, việc có nên triển khai hộ chiếu vaccine hay không vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Vì thế, Việt Nam sẽ triển khai hộ chiếu vaccine với tinh thần bảo đảm an toàn là trên hết. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chủ trì mới đây, Thường trực Ban chỉ đạo đã nghe báo cáo ý kiến của các bộ, thông tin và truyền thông, ngoại giao, y tế, công an, quốc phòng, các nhà mạng về công tác chuẩn bị, hạ tầng nghiên cứu, đề xuất chính sách, hướng dẫn cụ thể để thực hiện chủ trương hộ chiếu vaccine trong thời gian tới, khi điều kiện cho phép, với tinh thần thực hiện mục tiêu kép nhưng đảm bảo an toàn là trên hết. Theo đó, đối với người dân trong nước, thông tin tiêm chủng sẽ được tích hợp vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, thực hiện liên thông với cơ sở dữ liệu công dân, không chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong tiêm chủng, mà còn giúp kiểm soát việc đi lại, di chuyển trong tình hình có dịch sau này một cách thống nhất thuận lợi. Thường trực Ban chỉ đạo lưu ý, hệ thống kỹ thuật phải tính đến những trường hợp phức tạp nhất, sẵn sàng để triển khai ngay sau khi có chính sách cụ thể về hộ chiếu vaccine. Còn về chính sách, hướng dẫn cụ thể, Bộ Y tế tiếp tục làm việc với các cơ quan y tế nước ngoài để Việt Nam có thể sớm tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc tạo điều kiện cho giao thương, đi lại thuận lợi cho những người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở các nước. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh. Trong đó thì sử dụng phương án xét tuyển bằng học bạ được lựa chọn với tiêu chí khá lớn. Theo đó, nhiều trường đại học phía Bắc đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức này. Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh như năm ngoái, gồm xét tuyển thẳng, xét học bạ và xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu xét tuyển bằng học bạ, thí sinh phải có tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 hoặc 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 18 trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 môn và điểm ưu tiên nếu có. Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 30% chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển học bạ, cách tính điểm xét tuyển có sự khác nhau giữa các ngành. Trường Đại học Mỏ Địa chất cũng sử dụng phương thức xét học bạ với tỷ lệ 6-10%. Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh theo nhiều phương thức, trong đó bao gồm phương thức xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông. Các trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Điện lực, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông. Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định cho phép thành lập 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư nhân tại Việt Nam. 2 trung tâm đó là Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Thăng Long, trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Giáo dục Hà Nội, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sài Gòn, trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. 2 đơn vị kiểm định giáo dục tư nhân này đều là đơn vị tư thục, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật. Các trung tâm này sẽ hoạt động theo quy định của các luật giáo dục, Nghị định 46 của Chính phủ năm 2017, Nghị định 135 của Chính phủ. Với sự xuất hiện của 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư nhân này, hiện Việt Nam đã có 7 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục. Trước đó đã có 5 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, bao gồm Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục của Trường Đại học Vinh. Thưa quý vị, thú chơi lan từ lâu đã là một niềm vui của nhiều người. Đặc biệt hơn thế, lan đột biến được coi như là vua của các loài lan. Các cuộc mua bán trao đổi lan đột biến lên đến hàng tỷ đồng trước đây đã từng dậy sóng cộng đồng vì số tiền để sở hữu được một cây lan đột biến là rất lớn. Vâng, thế nhưng con số mà 300 tỷ đồng cho mỗi một cuộc giao dịch thôi thực sự là một số tiền rất khủng khiếp. Ngay sau khi có thông tin về vụ mua bán lan đột biến với trị giá gần 300 tỷ xảy ra trên địa bàn của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, theo đó, lực lượng chức năng đã chỉ đạo các lực lượng khác phối hợp nhằm xác minh sự việc này. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều giao công an thị xã chủ trì phối hợp với Chi cục thuế Đông Triều, Ủy ban nhân dân phường Mạo Khê kiểm tra xác minh cụ thể và căn cứ các quy định của pháp luật tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã xử lý theo quy định. Cục thuế Quảng Ninh cho hay, sau khi có thông tin đăng tải về thương vụ mua bán cây lan Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ đồng tại Quảng Ninh gây xôn xao dư luận, bước đầu đã xác minh được bên chuyển nhượng là nhà vườn Lan Va Đất Mỏ tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.
người được cho là chủ nhân mua cây lan giá trị này đã đăng tải thông tin trên mạng, trong đó cuộc giao dịch lên đến 289 tỷ đồng, gồm có một cây ngọc sơn cước trị giá 250 tỷ đồng và một cây là non Pleiku trị giá 20,5 tỷ đồng và hai cây lá non cờ đỏ trị giá 18 tỷ đồng. Ngoài ra trong cuộc trao lan này, một người chơi lan đột biến khác đã sở hữu một cây kỵ hồng Trương Chi với giá 15 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, gấu ngựa là loài động vật hoang dã được liệt kê trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm với mức độ bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Và theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi vận chuyển trái phép cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm có thể bị xử phạt từ 1 đến 5 năm tù giam hoặc phạt tiền từ 500 đến 2 tỷ đồng. Vâng ạ, và mới đây thì Tòa án Nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt đối với đối tượng Sùng A Dơ, 34 tuổi, trú tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 3 năm tù giam về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Trước đó, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Sùng A Dơ đang vận chuyển, buôn bán hai cá thể gấu ngựa trên địa bàn. Đối tượng khai nhận đã bán hai cá thể gấu ngựa này với giá 50 triệu đồng. Khi đang chờ giao dịch với khách thì bị lực lượng chức năng bất ngờ ập vào bắt giữ. Hai cá thể gấu ngựa sau khi được giải cứu đã được chuyển tới chăm sóc tại cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, chỉ trong năm 2020 đã ghi nhận 394 vụ việc vi phạm liên quan đến loài gấu tại Việt Nam, tịch thu 10 cá thể từ những đối tượng vi phạm và cơ sở có dấu hiệu vi phạm. Quý vị và các bạn, gần đây theo phản ánh của người dân xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì trên địa bàn phường này đang xảy ra một tình trạng đó là vận chuyển đất trái phép trong quá trình san gạt, cải tạo mặt bằng, hạ cốt nền để mà xây dựng nhà ở. Liệu có hay không tình trạng thất thoát tài nguyên khoáng sản? Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Ông Đỗ Xuân Nhạ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Sơn đã nhận trách nhiệm đã lỏng lẻo trong việc quản lý đất đai trên địa bàn khi tự ý cho hộ gia đình được phép san gạt và vận chuyển đất ra khỏi khu vực khi chưa có đủ hồ sơ, được các cấp có thẩm quyền cho phép. Theo giải thích của vị Chủ tịch xã, toàn bộ số đất san gạt được vận chuyển đến các thôn 2, 3, 7, 8 trên địa bàn để phục vụ phúc lợi cho quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong khi gia đình chưa hoàn thiện hồ sơ, đã vận chuyển đất đến các khu vực trong xã là sai so với quy định của luật khoáng sản. Đặc thù của Thọ Sơn là cái xã miền núi, thì cái việc mà nhân dân làm nhà đấy, đa số là ở các cái đồi núi, cho nên là cái việc khai thác thì địa phương sẽ tăng cường quản lý và hướng dẫn cho nhân dân làm các cái thủ tục đến các cấp có thẩm quyền. Thì về phía địa phương sẽ tăng cường kiểm tra và hướng dẫn cho nhân dân làm thủ tục gửi đến các cấp có thẩm quyền cho phép thì mới được khả quân nền. Về phía địa phương thì thông qua vụ việc này thì sẽ quán triệt đến tất cả cán bộ, đặc biệt là ban công an, lực lượng ban công an xã và cán bộ quản lý về tài nguyên môi trường và công an viên của các thôn tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh để giữ vững cái việc khai thác đất ở địa phương. Ngay sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Thọ Sơn về tình trạng vận chuyển đất trái phép trên địa bàn, mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Sơn đã cử đoàn công tác về địa phương làm việc. Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng và lập biên bản xử lý, yêu cầu dừng ngay việc vận chuyển đất, bảo vệ hiện trạng, chờ các cấp có thẩm quyền cho phép mới được vận chuyển và khai thác tiếp. Trong cái việc này, gia đình thì lại chưa thực hiện đúng theo quy định của luật khoáng sản. Tức là cái thẩm quyền mà cho đưa ra cái đất thải thứ ra khỏi công trình ấy, thì là không thuộc thẩm quyền của xã. Cái này là Ủy ban huyện và các phòng đã kiểm tra và chỉ đạo tạm dừng, yêu cầu xã quản lý nghiêm để chờ hướng dẫn hồ sơ. Sau khi mà hướng dẫn hồ sơ được cấp có thẩm quyền cho phép thì gia đình tiếp tục được thực hiện. Triệu Sơn là một cái địa bàn có những cái xã bán sơn địa và xã vùng đồi. Và hiện tại thì trên địa bàn là rất nhiều cái công trình, cũng như thế là các huyện, thành phố là cái nhu cầu đất rất lớn. Thế thì trong tháng 4 này, phòng sẽ tham mưu cho Ủy ban huyện ban hành cái phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và tổ chức hội nghị mời chủ tịch Ủy ban nhân các xã thị trấn đến để triển khai và tổ chức ký cam kết trách nhiệm cụ thể của từng đồng chí chủ tịch về việc quản lý đất đai, quản lý khoáng sản trên địa bàn. Tình trạng thất thoát tài nguyên khoáng sản này gây thất thu nguồn thuế và là minh chứng cho sự giám sát lỏng lẻo của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, việc chưa đưa tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông vào vận hành khai thác thương mại là thủ tục đảm bảo an toàn chạy tàu. Ban quản lý dự án đường sắt cho biết, những vướng mắc liên quan đến quá trình làm thủ tục quản lý vận hành không phải là những vấn đề lớn nên sẽ được các bên trao đổi thống nhất, hoàn thiện trước khi hoàn tất bàn giao dự án cho Hà Nội. Hiện tại Metro Hà Nội vẫn cho chạy luân phiên hai đoàn tàu mỗi ngày để tạo điều kiện nhân viên tiếp nhận và vận hành, duy trì thiết bị hoạt động. Theo đại diện của Bộ Giao thông Vận tải, tư vấn Pháp sau khi hoàn tất báo cáo đánh giá đã chỉ ra những thủ tục dự án cần hoàn thành, phía tổng tàu đang cung cấp theo yêu cầu để đảm bảo thủ tục vận hành chạy tàu an toàn. Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông được thực hiện từ tháng 10 năm 2011 với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông có tổng chiều dài hơn 13 km và 12 nhà ga trên cao với tốc độ trung bình 35 km/h, sức chứa khoảng 1.000 hành khách. Dự kiến, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông bắt đầu đưa vào khai thác thương mại vào tháng 4 năm 2019, nhưng đến nay, dự án vẫn chưa xác định được ngày vận hành chính xác. Thưa quý vị và các bạn, đến với khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam vào dịp cuối tuần, thì người dân và du khách sẽ được chứng kiến một phiên chợ rất đặc sắc, phiên chợ do chính cộng đồng dân cư và những cơ sở kinh doanh, dịch vụ tại đây hình thành. Vâng, có thể nói điểm đặc biệt của phiên chợ này đó là ở chỗ những sản phẩm được trao đổi mua bán đều hướng đến tiêu chí thân thiện với môi trường và hầu hết là những sản phẩm đã qua sử dụng được đem ra thanh lý. Không chỉ là sự độc đáo của sản phẩm, chợ phiên làng chài Tân Thành còn là câu chuyện về tâm huyết và sự nỗ lực của người sống bằng hoạt động du lịch. Băng đô, nơ kẹp tóc làm từ vải vụn, những bánh xà phòng và các loại dung dịch như nước giặt, nước lau nhà hoàn toàn đến từ nguyên liệu tự nhiên được để trong những bình lớn. Khách hàng khi đến đây nếu quên mang theo chai để mua thì đã được chủ gian hàng chuẩn bị sẵn như thế này. Đó là những đồ vật được tái sử dụng. Thực tế nó rất là ý nghĩa, nó rất là nhân văn bởi vì là khi mà mình đến đây mà mình mang chai đến để lấy cái nước giặt về thì tự nhiên mình cảm thấy là mình sẽ yêu cả cái sản phẩm mà mình đứng chờ để lấy và mình cũng cảm thấy rằng là khi mà mình mang cái chai tới mình không có bị mang một cái chai mới khác về nhà, dùng lại cái chai cũ thì mình bớt đi cho môi trường được một cái gánh nặng, bớt cho mẹ trái đất được cái gánh nặng rất là nhiều. Mình mong muốn mọi người thay đổi thói quen là không có dùng rác thải nhựa nhiều và với cái ý thức là tái chế, tái sử dụng những cái đồ nhựa để mà giảm thiểu cái chất thải ra môi trường. Ngoài những sản phẩm thân thiện với môi trường, những sản vật địa phương, hầu hết mặt hàng tại chợ phiên là đồ đã qua sử dụng của những cơ sở kinh doanh dịch vụ ở khu vực này như đồ trang trí, cốc chén. Thông điệp của cái chợ này khi bọn mình đưa ra ấy, cũng chính là bảo vệ môi trường rất là cao. Ví dụ như là những cái đồ mà thay vì mình không dùng nữa, mình bỏ đi thì là rác, thì mình bán cho người khác, mình trao đổi với người ta, thì đấy là cách mà tái chế lại các đồ. Tức là cái recycle, đấy, tức là dùng lại những cái đồ cũ. Thì mà bản thân cái đồ cũ thì nó rất là có ý nghĩa, không cần với người này thì lại cần với người khác. Được khai trương từ tháng 9 năm 2020, xuất phát từ ý tưởng của chính những cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại khu vực khối phố Tân Thành. Chợ phiên này được xem là một giải pháp khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19. Một mặt có thể thanh lý đồ dùng không cần đến, một mặt là tạo ra sản phẩm mới với những điểm thú vị. Đến nay, đã hơn nửa năm đi vào hoạt động. Có những ngày đông đúc nhưng cũng có nhiều ngày vắng vẻ bởi tình hình du lịch vẫn chưa được phục hồi. Thế nhưng dù lượng khách nhiều hay ít, chợ vẫn mở. Những người bán vẫn có mặt ở đây để sửa soạn những mặt hàng của mình một cách chỉn chu nhất. Mặc dù có những ngày là không có khách nhưng mà tụi em cũng cố gắng mang sản phẩm mình làm ra để đem đến đây để mọi người có thể thấy là chợ vẫn hoạt động giống như bình thường, dù là ít khách hay là đông khách. Khi mà dịch quay trở lại thì ảnh hưởng đến tâm lý, rồi khách du lịch nội địa người ta cũng không thể đi đâu được nữa. Rồi tâm lý mọi người cũng ngại ra đường. Thế tuy nhiên bọn mình cũng không muốn là vì những cái việc đấy mà lại bị tắt đi những cái gọi là những cái niềm vui, những cái hy vọng cho một cái phiên chợ, một cái ý nghĩa rất hay. Cho nên là cũng kêu gọi mọi người là những người bán hàng hay chính là những cộng đồng ở đây là vẫn luôn cố gắng duy trì kể cả là cái ngày vắng nhất. Nếu phiên chợ dừng lại hay tạm thời đóng cửa hoàn toàn là điều dễ hiểu trong tình cảnh khó khăn của du lịch hiện nay. Thế nhưng những người tạo ra chợ phiên này vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, làm mới những mặt hàng và cách thức tổ chức bởi những ý nghĩa của phiên chợ và bởi họ đang phải thắp lửa tạo niềm vui cho chính mình để có thể lan tỏa những giá trị và năng lượng tích cực.